Ngày hôm nay chúng ta sẽ đột nhập vào phòng tổ tiên, tổ bán tiên của trường chọn tuyên viết thành. Có cửa ra không nhỉ? Thầy ơi! 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 Sao thầy đặt đây là thầy? Hôm nay thầy nhận quà của các bạn thi MOS về. Nhiều giấy khen quá, thầy mừng quá. Chào mừng các bạn đến với đội thi MOS. Cảm ơn các bạn lớp tin.